có rất nhiều khán giả, có rất nhiều cổ động viên, người nhà, và tinh thần của bọn mình luôn luôn được cổ động bởi mọi người. Nhưng mà cũng là một cái áp lực khá là lớn, bởi vì mọi người luôn đặt niềm tin vào chúng mình rất là nhiều. Chính vì vậy, thực sự là nó đã biến tất cả thành nỗ lực, và chúng mình đã dùng cái sự nỗ lực đó để biến thành cái kết quả ngày hôm nay. Thực sự là khi mà kết quả như vậy thì đương nhiên là rất là hài lòng. Có một chút tiếc nuối ở Cha Cha. Bọn mình nghĩ là bọn mình có thể làm tốt hơn. Nhưng mà như này cũng đã là rất là mỹ mãn rồi. Bọn mình phải chuẩn bị mọi thứ sao cho rất là kỹ. Và đây là solo dance. Thể thức thi SEA Games là thể thức thi solo dance, nghĩa là chỉ có một cơ hội duy nhất thôi. Nên là bọn mình phải căn tất cả mọi thứ, điểm rơi, phong độ, tất cả mọi thứ rất là chuẩn để mà có thể ra sàn đẹp nhất và tốt nhất. Sau SEA Games 30 thì gần 3 năm là bọn mình tự đào sâu bản thân, gần như không gặp bất kỳ một chuyên gia nước ngoài nào. Đến trước khi đi thi SEA Games khoảng một tháng rưỡi là bọn mình mới có một cái kế hoạch cụ thể. Thậm chí đến nơi rồi cũng không cụ thể lắm. Đấy, như mình đã chia sẻ trước là tức là đến, ví dụ đến Đức thì mới mua vé đến những điểm tiếp theo. Thực sự là rất là khó khăn. Nhưng mà kết quả thì rất là tuyệt vời. Thì những cái dự định của các bạn sau khi giành được tấm huy chương vàng này là gì? Và có tiếp tục là xây dựng cái phát triển như kiểu là TikTok các kiểu, như là các bạn vẫn đang rất là nổi trên TikTok hay không? TikTok thì là những cái mà chỉ là những cái rất là tình cờ thôi, chứ bọn mình cũng không chủ ý. Tức là khá là ngẫu hứng. Thật sự là những cái gì mà nó là viral trên TikTok ấy, chúng mình không chuẩn bị hay là cũng không có làm một cái clip hay là cái gì cả. Thực sự là nó chỉ là một cuộc chia sẻ cùng với lại các bạn ở trong cái kỳ quân sự của chúng mình thôi. Rất là tình cờ ạ. Cảm ơn ạ. Cảm ơn em.